quay ngược thời gian trở về quá khứ của giai đoạn 2008 đến 2012. Có lẽ những người hâm mộ bóng đá không thể quên được hình ảnh một cơn cuồng phong đỏ thống trị thế giới với 3 lần lên ngôi liên tiếp tại 3 sân chơi lớn là Euro 2008, 2012 sang giữa là World Cup 2010. Thời kỳ này, thứ bóng đá mà Tây Ban Nha áp dụng được coi là đỉnh cao thế giới bởi nó là hiện thân của triết lý Tiki-Taka đã ghi dấu vào sử sách. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại chiến dịch huyền thoại về chức vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha trên đất Nam Phi, một trong những cột mốc sáng chói nhất trong bi niên sử của bóng đá nhân loại. Ngay sau chức vô địch Euro 2008, Luis Aragonés quyết định chia tay đội tuyển Tây Ban Nha. Chỉ vài ngày sau đó, Del Bosque chính thức được bổ nhiệm. Vị huấn luyện viên huyền thoại này bắt đầu xây dựng và củng cố đội hình nhằm hướng đến World Cup 2010 dựa trên những con người nòng cốt như Xavi, Iniesta, Casillas, Puyol, Piqué, Villa, Ramos, Fabregas. Tây Ban Nha dưới sự chỉ đạo của ngài râu kẽm bắt đầu chiến dịch vòng loại cực kỳ thành công với 10 trận thắng. Nhưng ở thời điểm đó, điều này không nói lên được nhiều điều. Bởi lẽ từ trước đó, Tây Ban Nha luôn được gắn với danh xưng ông vua vòng loại một cách đầy mỉa mai, khi họ thường xuyên thi đấu cực kỳ hay ở vòng loại của những sân chơi lớn. Thế nhưng, khi vào đến vòng chung kết World Cup 2 Euro, Tây Ban Nha tỏ ra đuối sức một cách thất thường. Với sứ mệnh mới, Vicente Del Bosque cùng các cầu thủ ngay lập tức dồn toàn tâm toàn ý cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nam Phi. Trước thềm World Cup 2010, Del Bosque đã triệu tập đội hình Tây Ban Nha với phần lớn là nòng cốt trong chức vô địch Euro 2008. Chỉ có một số cái tên bị loại như Dani Guza hay tiền vệ Marcos Senna. Đặc biệt, trong số những cái tên góp mặt ở World Cup 2010, xuất hiện hai gương mặt mới đáng chú ý là tiền đạo Fernando Llorente của Athletic Bilbao và tiền vệ đang chơi vô cùng ấn tượng tại Barcelona là Sergio Busquets. Tại World Cup 2010, Tây Ban Nha nằm tại bảng H cùng với Thụy Sĩ, Honduras và Chile. Thời điểm đó, Tây Ban Nha đã bất bại 35 trận liên tiếp. Những đối thủ của La Roja rõ ràng không còn ngây thơ sau 2 năm tại Euro 2008. Họ chủ động phòng ngự thấp và tạo nên một khối đội hình vô cùng chắc chắn. Ngay trận ra mắt, Thụy Sĩ là những người đi tiên phong và khiến Tây Ban Nha gục ngã. Dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, thế nhưng trận mở màn vòng bảng của La Roja lại gây thất vọng lớn khi họ phải phơi áo 0-1 trong một thế trận rất bế tắc. Thời điểm này, chỉ cần thêm một trận thua nữa, Tây Ban Nha sẽ chính thức về nước. Thầy trò Del Bosque không hoảng loạn, mà họ đã thay đổi triết lý đá. Từ thứ bóng đá mang bậc quyến rũ, họ chuyển sang một lối chơi tấn công không kém phần quyến rũ khác, nhưng theo một phong thái thực dụng hơn. Đó chính là việc giành chiến thắng bằng cách không cho đối thủ chạm được vào bóng. Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, họ đánh bại Honduras với cú đúp của David Villa. Đến trận đấu cuối cùng, Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Chile với hai pha lập công của Iniesta và Villa, để rồi kết thúc vòng bảng với ngôi đầu khi giành được 6 điểm sau 3 trận đấu. Nhưng xếp trên nhờ hiệu số khi ghi được 4 bàn và để lọt lưới 2 bàn thua. Giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp, Tây Ban Nha chạm trán ngay người láng giềng đến từ bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha. Dù gặp không ít khó khăn đến từ Seleção, thế nhưng David Villa tiếp tục trở thành cây duyên ký bàn của mình vào lưới đội bóng hạ xóm, qua đó giúp Tây Ban Nha giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 để lọt vào tứ kết gặp một đại diện Nam Mỹ là Paraguay. Thời điểm đó, Paraguay đã gây ấn tượng mạnh khi họ đứng nhất bảng trong một bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch thế giới Ý, và họ cũng góp phần khiến người Ý phải xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Quả thực, chạm trán một đại diện từ Nam Mỹ, thầy trò Del Bosque cũng không dễ dàng để có được chiến thắng. Thần may mắn đã đứng về phía Tây Ban Nha khi Paraguay mới là đội có cơ hội dẫn bàn trước với một quả đá phạt 11m. Thế nhưng Oscar Cardozo đã sút hỏng, quả đó góp phần đá bay luôn cơ hội của đại diện Nam Mỹ này. Phút 83, David Villa một lần nữa trở thành vị cứu tinh của La Roja với pha làm bàn để đưa Tây Ban Nha vào bán kết với tỷ số 1-0. Trận bán kết tái hiện lại cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Tây Ban Nha và Đức trong trận chung kết Euro 2008. Trước trận bán kết, người ta đánh giá Đức cao hơn Tây Ban Nha. Lý do
là Đức đang thi đấu vô cùng ấn tượng đến trước trận bán kết này. Họ đã đánh bại một tuyển Anh đang sa sút với tỷ số 4-1 và một Argentina trông đợi vào Messi với thắng lợi 4-0. Nhiều người Đức tin rằng trận bán kết chính là cơ hội ngàn vàng để họ đo lại món nợ của 2 năm về trước. Nhưng rồi, sau 90 phút, Tây Ban Nha mới là những người giành chiến thắng cuối cùng. Cả Đức lẫn Tây Ban Nha đều chơi một thứ bóng đá vô cùng hấp dẫn. Nếu để nói rằng đội bóng nào xứng đáng vào chung kết thì ai cũng xứng đáng cả. Tuy nhiên, may mắn và bản lĩnh hơn trên sân đấu đã dành cho La Roja. Cú đánh đầu thành bàn của mãnh sư Carles Puyol ở phút 73 đã nhấn chìm người Đức. Lần đầu tiên Tây Ban Nha lọt vào một trận chung kết World Cup. Rõ ràng sức ép đang đặt nặng lên vai thầy trò Del Bosque. Đối đầu với Tây Ban Nha trong trận quyết định là Hà Lan, khi họ đánh bại những Slovakia, Brazil và Uruguay với một đội hình toàn sao chẳng hề kém cạnh Tây Ban Nha như Wesley Sneijder, Arjen Robben, Mark Bommel, Robin van Persie. Nhưng thứ đáng sợ nhất của Hà Lan như Trümper và Mawick chính là một lối chơi thực dụng, thô ráp và sân si đến rợn người. Hà Lan từ trước đến nay luôn được biết đến với lối chơi tấn công tổng lực, thi đấu công hiến, hệt như biệt danh cơn lốc màu da cam. Thế nhưng, Hà Lan của Trümper và Mawick là một Hà Lan lạ lắm, với tất cả những triết lý trái ngược. Họ giành chiến thắng trước các đối thủ trên đường vào chung kết không phải nhờ thi đấu vượt trội, lấn lướt, mà họ thắng nhờ vào một chút may mắn, một vài pha ăn vạ cùng một khối đội hình phòng ngự tiêu cực và thực dụng. Tuy nhiên, chính lối chơi xù xì và gai góc này khiến những người yêu bóng đá phẫn nộ. Ngay chính cả các cổ động viên Hà Lan cũng quay lưng lại với họ vì thứ bóng đá thực dụng mà Ber và Mawick xây dựng. Nhận thức được sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng tốt của Tây Ban Nha, và Mawick đã chỉ đạo các cầu thủ chọn lối chơi đổ bê tông, chém đinh chặt sắt. Cả Tây Ban Nha và Hà Lan đều không giấu nổi sự căng thẳng khi họ nhập cuộc tại Soccer City. Sau khoảng 1 giờ thi đấu, Howard Webb đã phải rút ra 8 chiếc thẻ vàng. Chủ trương chơi chắc chắn với sự áp sát và những tình huống truy cản quyết liệt, cả hai đội tạo nên một bầu không khí vô cùng ngột ngạt trên sân. Những khoảng không bị lấp kín, những cú sút, những cú vào bóng không khoan nhượng, sự tập trung cao độ và dĩ nhiên là cả những sai lầm cá nhân trong tình trạng tê cứng. Tất cả đã tạo nên 90 phút vô cùng căng thẳng của trận chung kết. Trước một lối chơi sẵn sàng va chạm của Hà Lan, Tây Ban Nha vẫn kiên định với lối chơi đẹp, đậm chất kỹ thuật dựa trên cơ sở nền tảng là chiến thuật đồng đội gắn kết. La Roja chủ động triển khai lộ đạo tấn công bằng những tình huống phối hợp tam giác, kết hợp với pressing khắp mặt sân, đan lát, biên hóa mạch lạc. Trong khi đó, Diorange vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Ngay từ đầu, Hà Lan đã chờ rất quyết liệt, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi thô bạo, không làm rung chân các ngôi sao Tây Ban Nha. Trong suốt trận đấu, không phải cả hai không có cơ hội, nhưng lần lượt những cú dứt điểm của David Villa, Sergio Ramos hay Arjen Robben đều bị hai thủ môn tài năng Iker Casillas và Martin Stekelenburg cản phá. Nếu Tây Ban Nha chỉ tấn công thì Hà Lan sẽ phòng ngự một cách triệt để, làm mọi thứ đều qua bóng bay thật xa, kể cả chơi xấu. Tây Ban Nha liên tục gõ cửa khung thành, thế nhưng Hà Lan từ chối trả lời. Thời gian thi đấu của 90 phút khép lại với tỷ số 0-0. Kịch bản đi theo đúng như những gì mà Ber và Mawick tính toán. Bước vào hiệp phụ, sự bền bỉ và lối chơi gắn kết của Tây Ban Nha bắt đầu phát huy sức mạnh một cách rõ rệt. Đội bóng của Del Bosque cầm bóng với tỷ lệ 56%, pressing cực tốt, tấn công chủ động nhưng không hề vội vàng. Chính sự bình thản đến lạ thường của Tây Ban Nha đã khiến Hà Lan cảm thấy khó chịu khi cần giải tỏa áp lực hay giành lại bóng. Hệ quả của lối chơi thực dụng này đã trở thành hậu họa cho Hà Lan. Ngoài trừ Stekelenburg, Sneijder và Tökel, tất cả những cầu thủ còn lại trong đội hình của Hà Lan đều phải nhận thẻ. Với hơn 8 lần bị phạt thẻ vàng và một tấm thẻ đỏ dành cho Johnny Hettinga ở phút 110, càng đẩy cơn lốc màu da cam rơi vào tình thế lực bất tòng tâm. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ qua, Fabregas và Iniesta cùng nhau ghi dấu ấn khó phai nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Phút 116, Jesús Navas, cầu thủ vào sân thay người, nhận bóng bên phần sân nhà từ cánh trái. Anh tăng tốc vượt qua 3 cầu thủ áo cam, chuyền bóng cho Iniesta ở giữa sân. Iniesta đánh gót trả bóng về phía sau cho Fabregas. Bóng tiếp tục được luân chuyển tới Navas và sau đó là Torres. Torres cầu bóng bổng vào vòng cấm của Hà Lan. Hậu vệ của Hà Lan phá bóng lỗi, đưa bóng đến chân Fabregas. Một đường chuyền tinh tế của Fabregas được Iniesta khống chế gọn gàng. Sau đó là một cú tung chân úp mu, đưa bóng găm vào góc xa khung thành trước sự bất lực của Stekelenburg. Ngay sau bàn thắng,
Andres Iniesta cởi phăng chiếc áo đấu. Anh giang hai tay, vừa chạy vừa hét lên đầy phấn khích. Viva España! Viva España! Tức Tây Ban Nha muôn năm. Đó cũng là khoảnh khắc mà người Tây Ban Nha chẳng bao giờ quên trong đời khi chứng kiến trận đấu này. Đồng thời, trong sâu thẳm trái tim Iniesta, bàn thắng này là món quà tưởng nhớ đến người đồng đội cũ ở đội U21 Tây Ban Nha, Dani Hake, người không may qua đời vì đột quỵ. Vĩ đại và tinh tế, bàn thắng vàng của Iniesta không chỉ cho chúng ta thấy phẩm chất cá nhân tuyệt vời của thánh Andres, mà còn lột tả hết sự quyến rũ trong lối chơi mà Tây Ban Nha mang đến giải đấu năm đó. Một tổng thể giàu kỹ thuật, gắn kết, có khả năng áp đặt lối chơi lên mọi đối thủ. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Andres Iniesta có không ít những pha lập công, những bàn thắng để đời. Nhưng quan trọng nhất đối với anh không chỉ đó là bàn thắng, mà đó là khoảnh khắc tạo nên lịch sử cho Tây Ban Nha, đưa đội tuyển nước này lần đầu tiên vô địch thế giới. Iker Casillas bật khóc trong niềm sung sướng ngay trên sân sau pha ghi bàn của Iniesta. Còn dưới chân Arjen Robben và các đồng đội bên phía tuyển Hà Lan, trời đất như sụp đổ. Đây là lần thứ 3 đội bóng áo cam lọt vào chung kết của một kỳ World Cup. Và cũng như hai lần trước, họ tiếp tục chấp nhận tấm huy chương bạc. Khi tiếng còi của hậu quả vang lên, các cầu thủ Tây Ban Nha, những người hâm mộ của họ đã gào lên trong sung sướng. Soccer City như bùng nổ. Tây Ban Nha lần đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử với một thứ bóng đá đáng trân trọng. Ngược lại, cái giá phải trả cho lối đá sẵn sàng đốn ngã của Hà Lan khiến họ một lần nữa ngã ngựa. Về chức vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha dưới thời Den Bosque trở thành đội tuyển mạnh nhất thế giới. Và hơn hết, nó tạo ra một chuỗi vô địch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử túc cầu, khi họ là đội bóng duy nhất cho đến nay vô địch 3 sân chơi lớn liên tiếp, bao gồm Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012. Like a